Vâng, xin chào các fan pizza và các anh em đam mê bộ môn pizza. Thịnh Ken rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay là Thịnh sẽ quay trở lại với chương trình chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật pizza cho mọi người. Tại vì bữa giờ là Thịnh quá bận với cái công việc của mình, mà sau những cái tháng nghỉ dịch đó các bạn, thì cái công việc nó quay trở lại rất là bận. Thịnh còn thiếu sót rất là nhiều video dành để trả lời thắc mắc của các bạn về kỹ thuật pizza. Thì hôm qua Thịnh có ngồi Thịnh đọc lại cái tin nhắn trong fanpage của Thịnh á, thì thấy rất nhiều anh em nhắn tin hỏi Thịnh về là kỹ thuật masse nè, kỹ thuật chô kéo nè, cu lê rồi đánh băng đồ vân vân. Các bạn đặt rất nhiều câu hỏi và mong Thịnh giải đáp. Thì hôm nay Thịnh sẽ dành thời gian ra để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Và bài học đầu tiên này là chúng ta sẽ học về kỹ thuật masse gombi, một kỹ thuật rất là quan trọng để mà giúp chúng ta đánh gombi mà các bạn thường hay gặp khó khăn trong trận đấu khi gặp những hình bi masse này. Vâng, bây giờ Thịnh xin mời các bạn bước vào bài học với Thịnh nha. Vâng, đầu tiên để masse tốt thì Thịnh Ken sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta cầm cây cơ như thế nào để mình masse đúng cái động tác nha các bạn ha. Thì bây giờ cầm cơ khi masse, các bạn sẽ cầm hai ngón, các bạn nhớ ha, ngón trỏ của mình và ngón cái nè, đó hai ngón này thôi nè. Các bạn đo từ dưới cán cơ lên là 40 cm ha, cỡ gần hai gang tay mình thôi. Các bạn cầm ngay đây nè, đó đây là cái vị trí mình hay cầm nè. Và cái thao tác của các bạn á là các bạn sẽ kéo lên đó, các bạn sẽ kéo lên đưa xuống vậy nè. Đó, cái thao tác của mình như vậy nè, bạn nhấp là 1 2 3 rồi các bạn mổ thẳng xuống, 1 2 3 mổ thẳng xuống trái bi đó các bạn ha. Chú ý ha, cái này nó rất là quan trọng, cái cách mình cầm cơ á nó sẽ giúp cho mình ra được cái kỹ thuật nó đúng trong cái masse này. Và nhiều người cầm như vậy nè thì nó hơi bị gò bó đó, các bạn thấy không? Có nhiều bạn masse như vậy cũng được, là những người chơi quen họ cầm sao cũng được. Nhưng mình hướng dẫn cho những anh em nào mà masse còn yếu á thì mình nên cầm như vậy. Thịnh cũng cầm như vậy luôn ha. Ok rồi, cái đây là cái cách cầm cơ. Rồi bây giờ tới một cái phần rất là quan trọng không kém trong cái masse, nó giúp cho cái cú đánh masse của mình nó có quy lực, đó chính là cái con bọ. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô cái con bọ, cái cầu tay của Thịnh Ken nè. Không, cái cách chúng ta để masse á là như thế này nè. Các bạn sẽ để giống như cái thế gọi là kiền ba chân vậy không? Thì cái ngón trỏ nè, đó cái ngón trỏ của mình á nó sẽ chống xuống như vậy. Đó, hai cái ngón giữa như vậy nó để nó sẽ chống xuống như vậy và cái ngón út như vậy không? Thì cái thế này nó giống như thế kiền ba chân vậy đó, nó sẽ giúp cho cái cầu tay các bạn cứng. Và cái ngón cái á thì đối với những cái bạn nào mà mới tập masse á thì cái ngón cái của các bạn nó sẽ hơi bị đơ đơn vậy không? Như mình tập lâu ngón cái mình cong lên vậy nè. Thì các bạn sẽ chọt cái cơ vô ngay cái điểm này nè, không? Đó các bạn sẽ để cái cơ. Đó đây giờ hình để lại nè, đó các bạn nhìn không? Đó cái cơ nó vô ngay cái điểm này. Không? Đây là con bọ để mình masse. Đó mình masse từ trên cao xuống là như vậy. Không, các bạn nhìn Thịnh mẫu vô trái bi nè. Đó, đây là con bọ masse. Đó các bạn thấy không? Đó, thì cái con cầu tay á, con bọ này nó cứng á thì nó sẽ giúp cho cú đánh của các bạn nó chính xác, không? Và nó không có bị tẹt cơ bậy bạ. Rồi, thì các bạn chú ý giùm Thịnh nha, là các bạn nên tập cái cầu tay với cái cách xuống cơ trước để cho mình nó vững á. Có nhiều bạn để cái cầu tay vô cái cơ nó chạy tới chạy lui nè các bạn, nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui thì các bạn sẽ không masse chính xác. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần quan trọng nhất của bài học, đó chính là phương pháp làm sao để chúng ta masse được. Rồi bây giờ Thịnh minh họa một tình huống masse và chúng ta sẽ rất là hay gặp trong trận đấu đó, giống như là những cái cú đánh này chẳng hạn đi. Rồi, các bạn thấy không, hết đường rồi nè, hết đường đánh rồi và bây giờ chúng ta chỉ có masse thôi. Thì đầu tiên bước một khi masse, các bạn chú ý ha, Thịnh sẽ hướng dẫn thật kỹ từng chi tiết. Các bạn sẽ cầm cây cơ hai ngón vậy ha, các bạn để cây cơ theo cái hướng sơn mỏng. Đó, cây cơ ngay chính giữa trái bi mình nè ha. Đó, theo cái hướng sơn mỏng cái trái bi vàng, tức là mình đánh tới nè các bạn nhìn nè, nó sẽ chạm mỏng trái bi vàng, không? Đó, đây là cái cách để chúng ta canh cái đường chạm khi masse. Rồi khi các bạn canh như vậy rồi, các bạn sẽ đứng cái cầu tay lên. Đó, nghiêng cái độ nghiêng cơ. Rồi các bạn giờ các bạn xem cái độ nghiêng cơ của Thịnh nè. Đó, độ nghiêng cơ của Thịnh. Độ nghiêng cơ của chúng ta đó là từ 60 cho tới 70 độ. Đối với những cú đánh như vậy là đủ rồi nha các bạn ha. Tức là những cái cú mà masse thông dụng như vậy 60 70 độ là được, là tức là mình nghiêng như vậy là đủ rồi các bạn. Còn có những cú mà khó quá thì mình sẽ đứng cái cơ lên chút xíu cho nó cong nhiều hơn. Rồi, giờ các bạn nhìn gần lại ha. Mình để cái hướng cơ đó, hướng sơn mỏng ha, để sẵn cầu tay. Rồi Thịnh dựng cầu tay lên. Rồi bây giờ mới cái bước quan trọng nữa, tiếp theo là chúng ta sẽ đặt FV vô. FV khi mình đánh á, mấy cú masse này là thường là 3 giờ ngay đây các bạn, 3 giờ hoặc là 4 giờ là ok rồi ha. 3 hoặc 4 Thịnh sẽ chú thích trên hình ha. 3 giờ, 4 giờ thì lúc này Thịnh đánh FV số 3 là ok nè. Đây là không FV, Thịnh nhích cái cầu tay qua một cái là thành FV số 3. Rồi Thịnh bắt đầu nhấp cơ các bạn, nhà nhấp nè. 1 2 và Thịnh mổ xuống nhẹ nhàng. Đó các bạn thấy không?
Đó, vừa rồi là Thịnh đánh được cái cú mát xê, không? Giờ mình làm lại nè, làm lại cho anh em xem. Đó, những cái cú này là những cái cú mà những cái bạn chơi sơ cấp còn yếu nè. Dẫn đến là đánh những tới những cú này hụt hoài, mất series ha. Rồi đầu tiên các bạn canh tê sơn mỏng. Mới đầu mình tập mát xê, các bạn tập giống như vậy nè, để tay trên băng nè, gần băng cho nó cao. Rồi các bạn đứng cái cầu tay lên. Rồi, nhích lắc cầu tay con cái có phê số 3, rồi các bạn nhấp 1 2 các bạn mổ thẳng xuống nhẹ nhàng. Đó. Các bạn chú ý ha, mình mổ xuống nhẹ thôi. Cái cú đánh mát xê á, nó là một cú đánh mổ nhẹ thôi nha các bạn. À, đừng có mổ mạnh nha, cứ mổ nhẹ thẳng xuống thì trái bi mình á nó sẽ cong đẹp. Rồi khi mình tập quen rồi ha anh em ha, mình tập cái chỗ trong cái thành băng này nó ok rồi, các bạn sẽ tập cho nó ra giữa bàn nè. Đó, những cái trái như vậy nè là những trái khó nè các bạn. Khó đối với những anh em mà mới đánh được mười mấy hai chục. Rồi để Thịnh lấy cái cục lờ đã. Rồi, giờ các bạn nhìn nè. Rồi bây giờ nè, khi mình để cái tay ở dưới cái bàn này nè là cái con bọ mình bắt đầu nó thấp hơn là mình để trên băng. Các bạn chú ý cũng chúng ta cũng làm thao tác y chang. Rồi, canh tia sơn mỏng, rồi các bạn dựng cái cầu tay đứng lên. Đúng không? Độ nghiêng cơ những góc bi này là cỡ 70 độ là ok. Rồi các bạn nhấp là 1 2 bạn mổ xuống nhẹ nhàng. Đó. Đúng không? Mổ xuống nhẹ nhàng, FV số 3. FV số 3 hoặc số 4. Thì giờ nãy giờ là Thịnh đánh FV số 3, giờ Thịnh minh họa một số cái trường hợp mình quýnh FV số 4 cho các bạn xem. FV số 4 á, tức là có những trái bi mà nó hơi khó vậy nè các bạn. Đó, giống như cái kiểu mà ba trái nó thẳng hàng vậy nè. Đó, ba trái thẳng hàng nè, anh em nhìn trái bi thấy chưa? Đây là một trong những trái bi mà rất là khó đối với những ai mà mới chơi. Những ai mà mới biết chơi bida mà gặp mấy trái này là gần như là không đánh được. Rồi giờ Thịnh hướng dẫn các bạn nè. Lúc này chúng ta để phê thế nào? Mình vẫn thao tác như cũ. Bước 1 các bạn là canh đường sơn mỏng. Các bạn nhớ nha. Bước 1 canh tia sơn mỏng. Vị trí đứng ha. Rồi dựng cái ta cầu tay lên theo hướng sơn mỏng. Đó, bây giờ hồi nãy là Thịnh để ngang qua FV số 3. Bây giờ Thịnh nhích xuống đây là FV số 4. Tức là FV số 3, số 4 là theo cái hướng mà mình để cơ sơn mỏng các bạn. Theo hướng này nè. Tức là theo hướng mình đứng. Còn cái hướng mà các bạn nhìn trên camera nó là khác không? Đó các bạn nhìn nè, chú ý nè. Đây là phê nè. Rồi, 3. 3 giờ nữa ha. Giờ Thịnh để 3 giờ. Rồi Thịnh muốn nó cong nhiều hơn, Thịnh nhích đầu cơ xuống cái số 4. Rồi Thịnh nhấp là 1, 2, rồi mổ nhẹ nhàng. Đó. Vừa rồi là một cú mát xê mỏng, không? Để mà chúng ghi điểm. Và Thịnh đánh FV số 4. Thì những cái cú mà ba trái thẳng hàng á, nó rất là khó chịu nha anh em. Nó rất là khó chịu khi mà chúng ta mà chơi bida. Rồi đôi khi mình về, mình điều trái bi về, cái tự nhiên nó ra ba trái thẳng hạng vậy. Đó, nó sẽ làm các bạn rất là khó chịu. Đó. Và chúng ta mát xê mà không đúng. Thí dụ mình còn đường mình đánh A băng như vậy không nói, nhưng mà nhiều trái mình không có đường để mình đánh các bạn. Đó thì chúng ta sẽ quýnh mát xê. Đúng không? Và FV số 4. Số 4 là để làm chi? Là thì trái này ba trái nó thẳng hàng, các bạn quýnh số 4 á thì trái bi nó sẽ cong nhiều hơn các bạn không? Nó ra một cái đường cong nhiều hơn ha. Rồi bây giờ nè, canh tia sơn mỏng. Đây hình làm lại nè. Canh tia sơn mỏng, đứng cái cơ lên. Rồi FV 3 giờ nè ha, rồi nhích xuống đầu cơ nữa thành 4 giờ, rồi nhấp 1, 2, mổ xuống nhẹ nhàng. Đó, đó chính là cú đánh mát xê mà Thịnh hướng dẫn các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì Thịnh nhắc lại, để mà mát xê chính xác, đầu tiên á là các bạn phải cầm cơ nó cho nó đúng kỹ thuật nè. Phải cầm cơ như vậy các bạn. Đó, cầm hai ngón nè. Đó, cầm hai ngón. Rồi đó, như vậy cái thao tác của mình, các bạn nhìn cái tay Thịnh nè không? Cái phần này của chúng ta nè, cái phần này gọi là cái khuỷu tay đúng không các bạn ha. Mình sẽ hoạt động nè, 1, 2, 3. Các bạn cứ nhấp nhanh, lắp nhanh, rồi các bạn xuống thiệt chậm. Không, các bạn xuống xuyên qua trái bi. Đó, xuống xuyên qua thiệt chậm. Nè, các bạn nhìn là hình làm lại nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không, nè, làm lại ha. Rồi, cứ để camera đó đi em. Ok, dịch. Rồi, ok. Các bạn nhìn lại nè, nè. Hướng cơ. Rồi, đứng cái cơ lên. Rồi, FV 1, 2, 3, nhẹ nhàng. À, các bạn chú ý một điều nha. Một điều mà rất nhiều anh em bị sai, làm chưa đúng khi đánh kỹ thuật mát xê. Đó chính là các bạn xuống cái mũi cơ không xuyên thẳng qua trái bi. Nhiều người bị một cái lỗi này, là hôm nay Thịnh cũng sẽ chia sẻ về cái lỗi khi đánh mát xê. Tức là các bạn đánh mát xê, các bạn nhấp cơ, nhưng mà các bạn đục cái đầu cơ này nè, các bạn đâm chưa nó xuyên qua hết trái bi, thì dẫn đến á là cái tương tác giữa cái đầu cơ với trái bi của bạn á, nó chưa đủ, nó sẽ không tạo ra đủ cái vòng xoáy cho cái cú đánh mát xê của mình.
Đó, đây là Thịnh chia sẻ các bạn ha. Các bạn nhớ nè, mình cứ đâm xuyên qua bi không? Và các bạn cũng đừng ngại, mình tập mà có lỡ xuống cái vải này cũng không sao. Đối với những cú đánh nhẹ này nè, các bạn nhìn nè, đó, mình xuống cái vải này cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Chỉ khi nào mà các bạn xuống sai kỹ thuật, cái đầu cơ nó xéo hay là bị gì, nó cà xéo xuống mặt vải, nó mới bị rách vải thôi. Rồi, giờ Thịnh làm lại nha. Đây là cái rất quan trọng. Rồi, các bạn nhìn nè. Rồi, canh tia sơn mỏng. Rồi, đứng cái cơ lên 3FV, hình này là 3FV thôi. Rồi, nhập 1, 2, xuống nhẹ nhàng. Đó, các bạn thấy không? Mũi cơ xuyên qua trái bi và dừng lại. Nè, 1, 2, xuống. 1, 2, xuống nhẹ nhàng. Đó. Thì đây là cái cú đánh masse căn bản nhất trong bida. Và các bạn nhớ rằng là khi chúng ta tập cái bài này á, các bạn tập hai bên nha. Hồi nãy giờ là Thịnh đánh từ trái sang phải. Đó là cái mặt thuận đối với người đánh tay phải. Thì các bạn chú ý nè, đôi khi chúng ta sẽ phải đánh ngược lại như vậy nữa nè. Rồi, Thịnh bị chủ là bị trắng ha. Đó, cái hình nó ngược lại như vậy nè anh em. Đó. Rồi, các bạn cũng canh cái thao tác y chang vậy ha. Rồi, mình canh tia sơn mỏng. Đó, các bạn nhìn tư thế của Thịnh nè. Rồi, canh tia sơn mỏng. Rồi, đứng cái cơ lên. Không? Rồi, mổ xuống. Nhẹ nhàng. Không? Đó, FV lúc này nó sẽ ngược lại. FV 3 giờ ngược lại bên đây nó thành FV số 9 các bạn. 9 giờ. Không? Đó, giờ chúng ta nhìn lại... từ góc quay đằng xa ha, toàn bộ cái cú đánh masse của Thịnh để các bạn hiểu được chúng ta nên đánh như thế nào ha. Rồi, đầu tiên chúng ta gặp hình bi masse này, bước 1 các bạn sẽ canh cái tia sơn mỏng, là chúng ta đánh tới là nó sẽ chạm mỏng cái trái bi đỏ không. Rồi, sau đó các bạn để hướng cơ theo hướng sơn mỏng này, bước tới gần vị trí đứng, các bạn đứng như vậy nha, đứng theo cái hướng đó luôn. Rồi, sau đó chúng ta đứng cái cầu tay lên, không, đứng cầu tay lên nha anh em ha. Rồi, bắt đầu mình nhấp cơ, mình đặt FV vô. Rồi, 1, 2, 3, và các bạn mổ xuống nhẹ nè, bây giờ anh làm nè, 1, 2, 3, đó, nhẹ nhàng, đó, là chúng ta đã có một cú đánh masse và gom bi, nha các bạn nha. Masse là một cái kỹ thuật giúp cho các bạn xử lý bi khó và chúng ta đánh gom bi nha anh em nha, Thịnh chia sẻ mọi người, chứ không phải masse các bạn phải đục một cái thiệt mạnh nó mới trúng được. Vâng, đây chính là kỹ thuật masse cơ bản để gom bi mà Thịnh Ken muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Thì Thịnh hy vọng rằng qua cái video ngày hôm nay đã giúp cho các bạn hiểu được thêm phần nào về kỹ thuật masse để nâng cao cái khả năng chơi bida của mình. Và từ nay gặp những hình bi như vậy, các bạn sẽ không còn gặp khó khăn nữa và đánh được nhiều điểm hơn. Vâng, nếu các bạn thấy video này có ích, hãy like và chia sẻ giúp Thịnh Ken đến với tất cả những ai đam mê bộ môn bida này. Và đừng quên bấm follow kênh YouTube Thịnh Ken và fanpage Thịnh Ken Tích Xanh để luôn luôn được cập nhật những video hướng dẫn bida hay dành cho mọi người. Thịnh xin chào tạm biệt ở đây và xin chúc tất cả các bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an. Và các bạn nếu có nhu cầu tập luyện bida, hãy đến câu lạc bộ bida Thịnh Ken, địa chỉ 40 Dân Chủ và 14 Khổng Tử, phường Bình Thọ, Thủ Đức để gặp Thịnh và mọi người. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.